Mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bác sĩ gia đình được phát sóng vào lúc 12 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, bệnh trĩ là một căn bệnh khá phổ biến ở hậu môn trực tràng. Trong giai đoạn đầu thì bệnh chưa ảnh hưởng gì nhiều, vì vậy nhiều người có tâm lý là cố chịu đựng. Tuy nhiên, để càng lâu càng dài thì bệnh sẽ ngày càng nặng nề hơn, gây ra cảm giác đau đớn, ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng cuộc sống, đặc biệt là đối với nam giới thường có tâm lý là ái ngại khi đến thăm khám. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vì sao nam giới lại bị bệnh trĩ, phương pháp phòng ngừa và điều trị như thế nào. Mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện với bác sĩ chuyên khoa 2, bác sĩ Lý Bá Tước, Bệnh viện Y học cổ truyền Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào MC Thanh Phương, xin chào quý vị khán giả. Thưa bác sĩ, trước khi chúng ta tiếp tục vào trò chuyện trong chủ đề ngày hôm nay thì xin mời bác sĩ và quý vị khán giả theo dõi tiểu phẩm của chương trình. Ăn cắp, ăn cắp. Cái gì? Ăn cắp đâu? Ăn cắp đâu? Ý, có người ăn cắp đi ơi. Cái gì? Cái gì? Nhà mình mà ăn cắp trộm vô đi. Trộm đâu? Đâu? Trời ơi. Nghe, tăng chứng nhận chứng rõ ràng. Bậy. Ôi mày. Ôi gì? Tào lao không à. Quánh nói mình con. Nghĩa sao giờ này con ở đây? Thì con mới đi ngang qua thôi, tự nhiên chặn đường lại kêu con ăn cắp. Hỏi ăn cắp gì? Ăn cắp cây sung. Là ăn gian không? Nghĩ sao mà nói Nghĩa ăn cắp cây sung? Nó mua cây sung ở nhà mình đó. Tự nhiên thiếu bánh sung chỉ vậy, cái sung của nhà con mà. Con sắp giàu rồi, nguyên cái vườn sung của con bây giờ là có giá trị lắm. Mới giá trị trời. Người ta mua sung, người ta mua sung. Rồi gì mấy bữa nay nha, trong xóm mình ấy, ai cũng lao nhau bán cái chuyện cây sung, cây sung, cây sung. Tôi xin nói cho cả nhà mình biết luôn. Mọi người thấy lao sao mà tìm mua cây sung á. Một miệng tôi không đó. Tôi đi tôi tuyên truyền, tôi nói cho mọi người nghe về cái tác dụng của cây sung là có thể chữa được bệnh trĩ. Tác dụng của cây sung này có thể chữa được bệnh trĩ hả? Thiệt. Giới thiệu giùm bác đi con. Đây nè. Nhà bác còn sung nhiều lắm. Con có bạn đồng nghiệp bị bệnh trĩ. Cái sau đó không biết nó nghe ai chỉ nghe. Nó về nó ăn trái sung. Nó lấy lá sung, nó ép, nó uống. Tuyên truyền tầm 7 năm bả. Nguyên sớm này đi bứng sung hết rồi tận diệt cây sung là lúc đó là anh là có tội á. Ở đâu ra bứng sung? Người ta mua sung. Gia đình mình giàu luôn á. Với lại em chưa có từng trải qua cái sự đau đớn của cái bệnh trĩ đó, em không có biết đâu. Hoặc là ngay cả cái chuyện đến gặp bác sĩ để mình nhờ bác sĩ giúp mình cũng mắc cỡ nữa. Đúng rồi. Chỉ khi nào mà bệnh nó trở nặng quá đi đó, lúc đó mới đến gặp bác sĩ rồi mang ra phẫu thuật. Mà cái vụ mà mổ nó cũng đau nữa chứ không phải nhẹ nhàng gì đâu. Này con nói cho tí nghe nha. Cái mà chị chỉ là con có cách đàng hoàng. Thôi mẹ ơi, cây kia sung này thôi nè, mày còn tiếc rẻ với anh. Nói chi giờ có bí quyết chữa trĩ mà chia sẻ được. Không phải, nó có một cái loại gel. Một cái loại gel chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên nha té. Là từ là lá cúc tần nè, ha, từ ngải cú nè, ha, từ lá cây sung nè, ha. Ta nói là trời ơi là ngon lành luôn. Nếu như mà thảo dược đông y mà có thể điều trị được bệnh trĩ thì sao? Dạ. Mình thử hỏi bác sĩ tư vấn đi. Dạ đúng rồi, hỏi liền. Dạ thưa bác sĩ, nguyên nhân do đâu dẫn đến việc là nam giới bị bệnh trĩ thế ạ? À? Nói chung bệnh trĩ nó có hai, cả hai nam nữ đều bị hết. Nhưng mà nam giới thường cái bệnh lý thường người ta ngại đi khám, làm cho cái bệnh nó tình trạng nó hay nặng hơn. Thì nguyên nhân thì nó do là bệnh nhân thường ngồi lâu, ít vận động, nó làm cho ảnh hưởng tới cái vùng hậu môn trực tràng ấy. Cái thứ hai là nam giới thường hay uống rượu bia này, những chất kích thích, nó làm cho cái tình trạng cái thành mạch của cái mạch máu á dễ bị tăng áp lực, dễ bị sơ hơn, dễ làm cho xấu cái tình trạng của tĩnh mạch hơn. Và thứ ba đó là bệnh nhân ăn uống thường là ở nam giới thường có khuynh hướng ít ăn rau, ít uống nước, nam giới thường thích ăn cay và từ đó nó dễ dẫn tới cái tình trạng trĩ ở nam giới hơn. Bác sĩ ơi, có thể làm sao giúp cho quý vị khán giả được hiểu rõ hơn về những cái triệu chứng nào cho thấy rằng là chúng ta đã bị trĩ rồi ạ? Nó có hai loại, trĩ nội và trĩ ngoại. Trĩ nội, trĩ ngoại ta phân biệt bằng cách là trên cái đường lược, nếu mà tổn thương cái những cái mạch máu, những cái mô liên kết điều động tĩnh mạch đó trên đường lược thì gọi là trĩ nội, và ở dưới đường lược mà gần ngoài trì hậu môn hơn thì đó là trĩ ngoại. Trĩ ngoại thì mình dễ thấy lắm, nên nó có những cái búi lồi ra ngoài khi bình thường không đi cầu nó cũng có. Còn trĩ nội thì nó ở trên, thì khi mà nó phình như vậy thì nó chỉ làm 4 độ. Độ thứ nhất á, mới phình lên thôi, nó chưa có triệu chứng gì hết, nó có chịu cảm giác hơi rát khi bệnh nhân đi cầu thôi. Điều thứ hai là khi bắt đầu đi xuống gần tới đường lược, lúc đó bệnh nhân có triệu chứng đi cầu rát, đi cầu nhiều khi nó xa ra ngoài, sau khi đi cầu thì nó lại trở lên lại, nó không cần tác động gì nó cũng lên là trở lại. Mà thường đặc biệt của nó là ra máu máu tươi sau khi đi cầu xong thì máu nó ra. Còn độ 3, độ 4 thì nó khó chịu hơn, thì nó lồi ra hẳn ra ngoài rồi. Là bệnh nhân rất khó chịu, nghĩa là bệnh nhân ngồi cũng không được mà đứng cũng không xong. Nghĩa là lúc nào nó cũng đau, cái niêm mạc mình mà nó ra ngoài khi mình ngồi nó cũng tác động lên ở đầu lắm. Bệnh trĩ rất là dễ tái phát, thậm chí có những người đã phẫu thuật rồi nhưng mà vẫn có nguy cơ tái phát. Vậy có cách nào để chúng ta ngăn chặn bệnh trĩ không tái phát không ạ? Phòng ngừa thì điều cần thiết. Mặc dù chúng ta bị rồi, chúng ta mổ rồi, chúng ta cũng phải phòng ngừa. Thì thứ nhất là chúng ta tránh những ngồi lâu. Tôi khuyên bệnh nhân tôi là khoảng 1 tiếng đồng hồ nếu ngồi thì nên đứng dậy đi một chút, chừng 5-10 phút thì nó tốt hơn. Cái ăn uống thì chúng ta nên ăn những cái chất có nhiều chất xơ, ví dụ những cái chất dễ hấp thu như là khoai lang nè, đu đủ nè, hay là rau câu nè,
hay là giúp cá cũng giúp cho cái giảm bớt cái tình trạng tăng có áp lực bù trĩ nhiều lắm, tránh những táo bón hoặc tiêu chảy nhiều. Ngồi rất lâu trong nhà vệ sinh thì nó cũng không tốt tí nào. Là chúng ta nên tập thói quen đi cầu đúng giờ. Ngoài ra thì cái vận động thể thao là cái điều cần thiết vô cùng. Sau khi ta làm việc ta đi tập thể dục, vận động, đi bộ hay chạy bộ hay là bơi lội thì rất tốt cho cái bù trĩ. Trong tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật có chia sẻ rằng tìm những cái loại thảo dược để điều trị trĩ như là lá sung. Dạ, nhưng đây thì bác sĩ có thể chia sẻ về cái phương pháp dùng thảo dược để điều trị bệnh trĩ hiệu quả như thế nào ạ? Trong nhân gian người ta hay dùng dược liệu nó có thể giúp cho cái trĩ nó teo bớt hoặc là nó bớt đau, nó bớt viêm. Hoa hòe nè, nghệ nè, lá sung nè, hoặc trái sung cũng có. Thì những cái chất đó nó đều có tác dụng hết. Thì gần đây người ta có nghiên cứu về lá sung. Thì lá sung là một cái thành phần mà nó có chống viêm nè, bớt được giảm đau nè, nó bớt được cái co xe niêm mạc nè, nó làm cho bệnh nhân có tiếng bú trĩ nó nhỏ lại, nó giúp cho bệnh nhân bớt đau, nó làm cho bệnh nhân dễ chịu hơn. Đồng thời khi đó người ta sẽ kết hợp với những như cúc tần nè, ngải cứu nè, nghệ nè, nó cũng làm cái hiệu quả trong cái điều trị. Với sự phát triển của y học hiện đại đó, những dược liệu đó được chiết xuất thành một dạng gel bôi hoặc là kem, sau đó người ta sẽ cho bệnh nhân bôi trực tiếp vào bú trĩ, là tác dụng giống như ngâm, nhưng mà nó mạnh hơn, là nó có thể làm giảm đau, giảm viêm, co xe bú trĩ, đồng thời nó không có bị cái tình trạng là phải uống vô, nó gây tác dụng toàn thân của bệnh nhân thì nó cũng không có lợi, mà chúng ta chỉ cần tác dụng tại chỗ bú trĩ thì rất là tốt. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn bác sĩ với những lời tư vấn vừa rồi. Và bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi câu chuyện của chương trình nhé. Ồ, hay quá luôn á. Thì ra là các sản phẩm được chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên có thể chữa trị được trĩ, giảm sưng viêm, săn xe trĩ mà còn làm bền chặt các tĩnh mạch hậu môn nữa. Ê, hay quá. Vậy thì anh phải đi tìm mua cái thuốc này để mà chữa trĩ liền. À, đúng rồi, nếu gì hay quá thôi, cất cây sung mày đi. À, dạ đúng rồi, để lại cho gia đình. Thôi đi nghe, đi nghe. Anh đừng đi đâu hết. Sao vậy? Ủa sao vậy? Hãy đứng đó. Sao đứng đàn chi, phải đi tìm mua sản phẩm đó chứ. Bởi vì có em đấy mà. Đây. Sao còn hay quá. Thấy rồi. Hả? Cái gì? Thì ra làm bị trĩ hả? Con bị trĩ. Con bị nóng rát sưng viêm. Dạ đúng rồi. Con bị đau đớn. Dạ đúng rồi. Mà không bị co bú trĩ cho nên phải dùng cái này cho nên co bú trĩ. Dạ. Ồ, nhưng mà sao con im lặng, con vui vẻ, con không bị khổ sở gì nó vậy? Nhờ nó đó. Nhờ nó hả? Dạ. Nhanh gọn lẹ luôn ha. Cảm ơn em. Ôi ôi hay quá. Nếu vậy thì anh sẽ mang cái sản phẩm này nè tặng cho bạn đồng nghiệp của anh. Dạ. Để nó không còn bị đau đớn nữa. Dạ. Thôi tạm biệt hai tí con nghe. Dạ, chào anh. Những lưu ý khi điều trị trĩ cho nam giới: chế độ ăn uống lành mạnh, ăn nhiều chất xơ, uống đủ nước, tránh ăn quá nhiều đồ ăn cay nóng và hạn chế uống rượu bia, có chế độ vận động thể thao hợp lý, không nên ngồi quá lâu, sau mỗi giờ ngồi làm việc nên đứng dậy vận động khoảng 5 phút, không trì hoãn thời gian đi đại tiện bằng thói quen chơi game hoặc đọc báo, có thể sử dụng gel bôi trĩ chiết xuất từ các thảo dược thiên nhiên theo chỉ định của bác sĩ, giúp giảm nhanh các triệu chứng đầu rát, chảy máu, viêm sưng, làm săn xe bú trĩ. Thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi cũng đã tổng hợp lại những lưu ý quan trọng về những nguyên nhân, cách thức phòng ngừa và điều trị về căn bệnh trĩ, đặc biệt là đối với nam giới. Mong rằng quý vị khán giả chúng ta đã có được những thông tin, kiến thức đầy đủ về vấn đề này. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Lý Bá Thước đã dành thời gian tham dự chương trình ngày hôm nay ạ. Xin mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau. Em nói chị nghe nè, bệnh tiểu đường không có đơn giản đâu. Nếu mà chị không kịp thời hạ cái đường huyết của chị xuống ha, là nó dẫn tới nhiều biến chứng. Nó nói có cái đúng nhưng mà có cái sai. Uống tầm bậy đâu tiền, mất tật mang. Chị có thấy báo chí người ta đang quá trời không? Nếu mà vậy thì trị bệnh tiểu đường sao mà cho nó hết, kết hợp như thế nào, sao cho hiệu quả? Coi bác sĩ tư vấn nè.